bạn quan tâm đến chiếc SUV nhỏ gọn Ray. Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về chiếc SUV mới của Toyota. Toyota đã khiến rất nhiều người ngạc nhiên với chiếc SUV cỡ dưới 4m mới của mình. Tên gọi phù hợp là Ray, là một mẫu xe quốc tế. Chiếc SUV nhỏ gọn đang được bán tại Nhật Bản là anh em cùng loại với Daihatsu Rocky đã được ra mắt trước đó tại triển lãm Tokyo Moto 2019. Chúng tôi xem xét kỹ hơn Toyota Ray và xác định mức độ phù hợp của nó đối với thị trường Ấn Độ. Về mặt kỹ thuật, đây là chiếc SUV nhỏ gọn đầu tiên của Toyota. Toyota Ray không phải là chiếc SUV đầu tiên của thương hiệu này có chiều dài dưới 4m. Tại thị trường nội địa của mình, Toyota sản xuất rất nhiều xe kei tuân theo luật của Nhật Bản đối với xe nhỏ chiều dài dưới 3,4m, động cơ 660cm khối sản sinh công suất không quá 64 mã lực. Điều làm cho Toyota Ray có phần độc đáo là chiều dài 3.995mm, rộng 1.695mm và cao 1.620mm khiến nó có kích thước tương đương với Hyundai Venue, Mahindra SUV 300. Maruti Suzuki Vitara Brezza và Tata Nexon, chiều dài cơ sở 2.525mm và khoảng sáng gầm 185mm của Ray cũng ngang bằng với phân khúc. Cũng như bánh xe hợp kim 2 tông màu 17 inch được cung cấp trên các biến thể hàng đầu, các phiên bản thấp hơn có bánh xe thép hoặc hợp kim 16 inch. Mặc dù Ray không phải là chiếc Toyota đầu tiên dựa trên nền tảng Daihatsu New Global Architecture, DNGA, một phái sinh chi phí thấp của Toyota New Global Architecture dành cho các thị trường mới nổi, nhưng nó là chiếc SUV đầu tiên của thương hiệu được củng cố bởi nó. Từ khóa ở đây là thị trường mới nổi, nhưng sau này sẽ nói nhiều hơn. Nó có một động cơ xăng tăng áp đối với thị trường Nhật Bản. Ray được trang bị động cơ xăng tăng áp 3 xi lanh, dung tích 1,0 lít, một dấu hiệu rõ ràng khác cho thấy chiếc Toyota này không phải là xe kei. Động cơ 996cm khối này được điều chỉnh để sản sinh công suất 98 mã lực tại 6.000 vòng 1 phút và moment xoắn 140Nm tại 2.400 đến 4.000 vòng 1 phút và kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Để đưa những con số này vào quan điểm, động cơ xăng tăng áp 1.0 lít của Venue và EcoSport lần lượt tạo ra 120 mã lực 172Nm và 125 mã lực 170Nm. Trong khi động cơ xăng tăng áp 1,2 lít lớn hơn của SUV 300 và Nexon tạo ra 110 mã lực 200Nm và 110 mã lực 170Nm tương ứng. Những gì Toyota Ray nhận được ít nhất là đối với thị trường Nhật Bản là hệ dẫn động 4 bánh tùy chọn, vốn là một tính năng thường thấy trên các mẫu xe cỡ nhỏ của Nhật Bản. Trên chu trình lái WLTC, mô hình 2WD được đánh giá ở mức 18,6 kpl trong khi 4WD được đánh giá ở mức 17,4 kpl nhờ vào hệ thống dừng khởi động động cơ tiêu chuẩn. Nó thực sự khá giàu tính năng khi nói đến các tính năng, công nghệ và tiện nghi sinh vật được cung cấp. Toyota Ray chắc chắn được trang bị tốt các tính năng an toàn bao gồm 6 túi khí kiểm soát lực kéo và kiểm soát ổn định điện ABS với EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống giám sát điểm mù, đèn pha tự động thích ứng với chức năng uốn tĩnh, cảm biến đỗ xe trước và sau, phanh tự động, camera 360 độ và cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau. Các biến thể thông số kỹ thuật thấp hơn đi kèm với hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7,0 inch độc lập. Tự hào có vị trí trên bảng điều khiển màu đen và bạc, mặc dù các phiên bản thông số kỹ thuật cao hơn có đơn vị 9,0 inch lớn hơn. Cả hai đều có khả năng tương thích Apple CarPlay và bộ kết nối Smart Device Link của Toyota, bao gồm Bluetooth và các hình thức tích hợp điện thoại thông minh khác. Ứng dụng định vị của Toyota T-Connect cũng được cung cấp với cả hai hệ thống. Điểm nổi bật chính của Ray là cụm đồng hồ của nó được chia thành hai phần: đồng hồ tốc độ kỹ thuật số LED với đồng hồ đo nhiên liệu bên dưới và màn hình màu TFT 7,0 inch có thể được cấu hình ở 4 chế độ: ra vào không cần chìa khóa, khởi động bằng nút bấm, kiểm soát khí hậu tự động, ghế trước có sưởi, cổng USB ở phía trước và phía sau. 4 loa và 2 loa tweeter và điều khiển âm thanh gắn trên tay lái là một phần của gói trên các phiên bản Ray hàng đầu. Đèn pha LED, đèn hậu, đèn sương mù, DALS và các đèn báo động giống Audi cũng được cung cấp.
Toyota cung cấp 8 lựa chọn sơn đơn sắc trắng, đen, bạc, đỏ, be, vàng, xanh đậm và xanh ngọc cùng với 3 tông màu kép bạc và đen. Trắng và đen, và xanh ngọc và đen. Nó thực tế, đối với kích thước của nó, Toyota cho biết họ đang nhắm đến những khách hàng muốn lái một chiếc SUV, những người muốn chất lên xe nhiều hành lý. Nhưng cũng cần xe phải nhỏ gọn và dễ lái. Trong nỗ lực đáp ứng điều này, Grey đi kèm với động cơ 369 lít lớn hơn một chút so với những chiếc SUV cỡ nhỏ tương tự ở Ấn Độ và hàng ghế sau gập chia 60-40. Để tăng thêm tính thiết thực cho khu vực khởi động, có một bảng bong có thể di chuyển và có thể tháo rời giúp giải phóng nhiều không gian hơn. Ngoài ra còn có rất nhiều sở thích và không gian lưu trữ xung quanh cabin để chứa cốc chai, điện thoại thông minh, kính râm và thậm chí cả giày. Chia sẻ hữu ích nhé!